10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong năm 2021. 1. ATA. Cổ phiếu ATA của doanh nghiệp chế biến thủy sản Daco tăng mạnh nhất trong năm ngoái. Từ mức giá 200 đồng một cổ phiếu đầu năm, cổ phiếu này đã tăng lên mức 4.300 đồng một cổ phiếu, tương ứng mức tăng hơn 21 lần. Dù có mức tăng rất mạnh, thị giá của cổ phiếu này vẫn ở mức thấp trên thị trường. Thanh khoản của ATA trên sàn Upcom cải thiện đáng kể trong năm qua, với khối lượng khớp lệnh trung bình khoảng 152.000 đơn vị một phiên, gấp 7,7 lần năm trước đó. 2. PTO. Cổ phiếu PTO của công ty cổ phần dịch vụ xây dựng công trình bưu điện tăng hơn 16 lần trong năm 2021, từ mức 1.269 đồng một cổ phiếu lên thành 20.200 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu này trên sàn Upcom rất thấp với khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ 264 đơn vị một phiên, nhiều phiên không có giao dịch. PTO thành lập từ năm 2004, chủ yếu xây dựng công trình bưu chính viễn thông, mua bán vật tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cổ đông lớn nhất của PTO là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT nắm 30% cổ phần. 3. TGG. Trong danh sách này, cổ phiếu TGG của Louis Capital có lẽ gây chú ý lớn nhất đối với nhà đầu tư. Chỉ trong một năm, thị giá của TGG tăng từ 1.170 đồng một cổ phiếu lên 18.500 đồng một cổ phiếu, tương đương 1.481% một năm. Dù tăng mạnh như vậy, cổ phiếu niêm yết ở HOSE này cũng gây nuối tiếc với nhà đầu tư khi có lúc lên đến 74.800 đồng một cổ phiếu vào ngày 22 tháng 9 năm 2021, cao gấp 64 lần mức đầu năm ngoái. Louis Capital là doanh nghiệp đầu tư đa ngành, có liên quan đến tập đoàn Louis Holding. Hồi tháng 8 đến 9 năm ngoái, các cổ phiếu khác liên quan đến tập đoàn này như SMT, BI, AGM, VKC cũng liên tiếp tăng trần. 4. NOS. Cổ phiếu NOS của công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông kết thúc năm ở mức 2.700 đồng một cổ phiếu, trong khi hồi đầu năm chỉ là 200 đồng một cổ phiếu. Như vậy, trong năm vừa qua, cổ phiếu niêm yết trên sàn Upcom này đã tăng 1.240%. Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông là doanh nghiệp vận tải hàng hóa, xăng dầu, container bằng đường biển, đường sông, đường bộ, vận tải hành khách. Ngành nghề của doanh nghiệp này hưởng lợi lớn trong năm ngoái nhờ phí vận tải đường biển tăng vọt. 5. LCM. LCM là cổ phiếu của công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai. Doanh nghiệp này thành lập năm 2002, với cái tên ban đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Long. Các sản phẩm khoáng sản của công ty bao gồm tinh quặng chỉ kẽm, vàng thương phẩm 99,9%, tinh quặng sắt kích cỡ từ 0,1mm đến 1mm, đá xây dựng các loại, phân bón và hóa chất soda, kẽm sunfat, đồng sunfat. Cổ phiếu LCM tăng 1.158% trong năm vừa qua, từ mức 950 đồng một cổ phiếu lên 11.950 đồng một cổ phiếu trên sàn HOSE. 6. LIC. Cổ phiếu LIC của tổng công ty Lycosi cũng có đồ thị hình cây thông, tăng từ mức 5.500 đồng một cổ phiếu cuối năm 2020 lên mức đỉnh 146.700 đồng một cổ phiếu vào phiên 30 tháng 11 trên sàn Upcom, sau đó giảm về còn 66.500 đồng một cổ phiếu vào cuối năm 2021. Lycosi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc. Doanh nghiệp này có cơ cấu cổ đông khá cô đặc khi ba cổ đông lớn nhất chiếm đến gần 95% cổ phần. Các cổ đông nhỏ chỉ nắm giữ khoảng 5% vốn điều lệ của Lycosi. 7. ASA. Công ty cổ phần ASA là doanh nghiệp đa ngành, kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, thương mại và sản xuất. Cổ phiếu của ASA giao dịch ở sàn Upcom tăng mạnh trong tháng 9 và những phiên cuối năm, giúp thị giá đi từ mức 1.100 đồng một cổ phiếu lên 12.400 đồng một cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 1.027%. Đáng chú ý, tháng 11 năm nay, công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 100 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định. 8. GGC. Cổ phiếu GGC của công ty cổ phần đầu tư PV Inconstant từ mức giá 3.600 đồng một cổ phiếu cuối năm 2020 lên 39.400 đồng một cổ phiếu, tương ứng mức tăng 994%. Trong năm ngoái, cổ phiếu này có thời điểm lên đến mức đỉnh 71.000 đồng vào ngày 17 tháng 11 trên sàn Upcom, nhưng giảm gần một nửa từ mức đó chỉ trong hơn một tháng cuối năm. Phóng viên Incons hoạt động trong nhiều lĩnh vực đầu tư, thương mại nhưng hoạt động chính là đầu tư và kinh doanh sân golf. Doanh nghiệp này thuộc sở hữu của TCG Land, công ty con của tập đoàn Thành Công, thua lỗ nhiều năm liền với mức lỗ lũy kế quý 3 năm 2021 gần 154 tỷ đồng. 9. CMS. CMS là mã cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng và nhân lực Việt Nam, hiện giao dịch trên sàn HNX.
Công ty này khởi nguồn từ nhà cung ứng nhân lực cho tổ hợp nhà thầu Kuma Gaikajima tại Việt Nam. Ngoài cung ứng nhân lực, doanh nghiệp này còn là nhà thầu xây dựng của các công trình trong nước, cũng như kinh doanh thương mại. Dù kinh doanh thua lỗ liên tục, cổ phiếu CMS tăng vọt trong quý 4 và kết thúc năm ở mức 31.500 đồng một cổ phiếu, tăng 950% so với mức giá đầu năm là 3.000 đồng một cổ phiếu. 10. TNT. Công ty cổ phần tập đoàn TNT hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai khoáng, mà cụ thể là khai thác các loại quặng kim loại như trì và kẽm. Ngoài ra, công ty cũng đang có chiến lược mở rộng ra các lĩnh vực khác như đầu tư bất động sản. Cổ phiếu TNT niêm yết ở sàn HOSE tăng 933% trong năm ngoái, từ 1.840 đồng một cổ phiếu lên 19.000 đồng một cổ phiếu.